Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay thì Đạt lên cho anh em cái bộ cần thắng nha anh em nha. Nói chung là nay thì hàng giá rẻ, lên cho anh em nào cần giá rẻ thì anh em mua. Chung giá thì cực kỳ tốt luôn. Tại vì mấy cây này thực ra là mấy cây cần thắng Dream Thái nha anh em nha. Cần thắng Dream Thái thì đa số là hình thức còn đẹp hết, nhưng mà có điều là cái thân của cái cần thắng nó không được đẹp mấy, cho nên là mình cũng bán giá rẻ cho anh em để anh em về anh em mua anh em sử dụng nha. Giá thì rất là rẻ luôn. Và giá này thì nó thẳng với anh em, không mua thì tiếc thôi, chứ còn sự là cái giá rất là tốt rồi. Đây, đây mình có 1, 2, 3, 4 cái cần thắng của Dream Thái nha. Đây, ví dụ như cây đầu tiên này, mình sẽ lấy bút mình ghi đi. Bút mình ghi đây. Rồi, một xíu nha. Rồi, đây, mình sẽ ghi vô cây này. Cây này là cây số 1 nha. Đây, số 1. Đây, cái số 1 nha anh em nha. Cái số 1 này thì bàn đạp không còn đẹp lắm. Gai cũng hơi mòn rồi. Nhưng mà thân thì lại rất đẹp. Thân thì lại cực đẹp luôn. Anh em thấy thân không? Thân là rất là đẹp nha. Đó, cây này thì phần thân rất là căng luôn, căng như những cây 1 triệu luôn. Nhưng mà phần bàn đạp thì không đẹp. Cây này thì có đũa thắng nha. Thì cây này đặt bán nha anh em, mức giá là tính anh em cây này giá 230 thôi, bằng hàng mới đi. Đây, cây này giá 230 nha anh em nha. Bóng căng luôn. Đó, cây này là lên xe là hết bài. Thân bóng đẹp nha. Còn này anh em muốn cái này nó đẹp á thì anh em có mua cái đồ chụp về anh em chụp vào là xong. Anh em có mua cái đồ chụp cần thắng anh em mua về anh em chụp vào. Hoặc là anh em làm ra tiệm anh em làm khía lại nha. Rồi. Cây số 2. Đây, cây này cây số 2. Cây này thì phần thân cũng rất là ok, tuy nhiên là nó cũng có chày rồi. Thân thì nó cũng có chảy nha. Mặt này đây như thế này. Thân thì nói chung là cũng còn rất bóng đẹp, nhưng mà nó cũng có chảy xước rồi. À, đây nhìn nha, cây số 2 nha. Cây số 2 thì cây này cái mặt đạp của nó rất là căng luôn. Cây này mặt đạp rất là đẹp nha. Đó, cây này là mặt đạp là VIP ha anh em. Đấy, đạp ra gai là tới ngoài này luôn. Đã chưa? Cây này thì nếu mà nói về độ đẹp của mặt đạp này là tuyệt vời rồi, nhưng mà có cái là thân nó không được đẹp lắm. Cây này đặt bán cho anh em mức giá là tính anh em mức giá bao nhiêu đây ta? Cây này bán cho anh em mức giá 400 đi. À, cái số 2 này giá 400 nha anh em nha. Mặt đạp cực VIP luôn, thân thì còn bóng đẹp. Anh em mua về rửa lại nha. Đó, cái này bán giá 400 nha anh em. Cái số 2. Rồi, cái số 3. Đây, cây này cái số 3. Cái số 3 này có đũa thắng này. Đây là cái số 3 nha. Rồi, cái số 3 này thì tình trạng là mặt đạp còn đẹp. Đây, gai nó tút ngoài đây luôn, mà nó hơi bị cấn nhẹ rồi. Mua về anh em gõ lại. À, cây này là bán em giá 250 nha. Đây, thân thì cũng bình thường, không quá đẹp, không quá xấu. À, cây này mặt gai còn đẹp nè, lao tới ngoài đây luôn. Cây này bán em giá 250 nha. Rồi, cây số 3 250. Ở đây cây số 4 này. Số 4 này đời 2000 này. Đây. Cây số 4 này gai còn bình thường thôi, không đẹp. Thân thì cũng bình thường thôi. Đây ghi cây số 4 này. Cái số 4 này bán anh em giá 200 nha. Đó, anh em mua về xin lại là ok. Đấy, đạt bán nha anh em giá 200 nha. Cũng cần thắng theo xe nha. Căng mọng nha anh em, 200 nha. Rồi. Đây có hai cái cần số này. Một cái cần số Dream Thái đời đầu, một cái cần số Dream Thái đời sau. Nó Dream Thái hết nha anh em nha. Bạn dày. Dream Thái hết nha. Đó. Thì cây gai dày này. Cây này mình ghi là cái số 1 đi. Đây, cái số 1 nha. Cây này gai căng luôn. Cây anh em, cây này thì khỏi nói rồi. Cần số Dream Thái gai cỡ này đây anh em biết rồi. Cây này là bán nha anh em giá 650 nha. Đó, giá rẻ luôn, anh em về sử dụng nha. Cần số 1 là 650. Đây cần số Dream Thái số 2 này, cây này thì có mòn rồi. À, cây này có mòn đầu, nhưng mà đầu bên này là rất đẹp luôn. Đầu bên này nó bọc cao su hay gì anh em, nó rất là đẹp luôn. Đây. Đầu bên này là tròn không có khuyết luôn này. Anh em thấy hay không? Không có khuyết luôn nha. Cây này cái số 2 này. Đây.
Cái số 2, cây này bán cho anh em giá 200. Đấy, anh em mua về sử dụng rất là ok. Rồi, thì đấy, anh em báo giá cho anh em mấy cây cần háng cần số, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.